Vậy phải, ông lại sai nữa rồi. Con Luna với con Lumi. Trời đất ơi, con tôi đã ra tôi đặt tên mà tôi không nhớ sao được. Trời ơi, con lộ với con Su đó trời. Trời đất quỷ thần ơi, hai cái con đó từ xưa tới giờ là không có hợp với nhau. Con Alex với con Hải Tino. Alex với Hải Tino, phải rồi, Alex với Hải Tino. Đúng không? Và đúng rồi, tôi lẫn. Ông tối ngày ông cứ cãi tôi hoài là vậy. Bà không có lẫn. Mà sao tự nhiên giờ này chưa nắng chang chang, bà ngủ mụn làm sao? Trời ơi, ông không biết gì cho cái trời á. Mấy ngày nay là có cái cô kia trong xóm á, tối ngày cứ đi mà đi qua bên đây nè, bắt tôi phải ngủ mụn. Kìa, trời đất ơi, mới dắt cái thầu tháo tới rồi. Cô ơi, vô nhà tôi chơi nè, sẵn có ông xã tôi ở nhà nè, cô ơi. Dạ. Dạ, con nè cô. Dạ, con là Mỹ Mỹ, là cộng tác viên của trung tâm nhân tế phường mình. Dạ, đến đây hôm nay cũng như lệ. À, tiên nhiên nhật sống sức huyết phải không? Chú ở đất luôn ra vui lắm, lâu lâu với cô đó ngày nào cũng ghé đi chị nội yeah, tao chập cái khớp lưng luôn. Trời đất ơi, ông này có tao không? Ê, không sao, mà hồi nãy tôi nghe trong la vô mình á, nó phát cái bài gì mà xin đu ba lô là có phải nó đang nói tới cái bữa nay là cái mùng một Tết hay lại bậy nữa rồi. Ăn nói gì tầm bậy tầm bạ, cái bài chim vô beo này là ngày mùng 5 tháng 5 tiết đoan ngọ. Bà nội ơi, tôi nhớ kỹ rồi, cái này nhạc này là Tết Trung Thu. Phải là Trung Thu. Trời ơi, không phải Trung Thu. Bà con, một năm mấy năm là tiết đâu ngọ đúng không à? Không. Người ta nói đúng kìa, thấy chưa? Vậy là tôi bậy nữa rồi. Vậy là bữa nay mùng 5 tháng 5. Đúng rồi. Mùng 5 tháng 5 là cũng Tết nửa năm. Mà tôi nhớ mỗi lần tới Tết là tôi phải kiếm quà tôi tặng cho bà. Bây giờ tôi vô trong, tôi có quà tôi tặng cho bà. Bà đợi tôi một xíu nha. Rồi trời đất ơi, già cả rồi. Mấy chục năm mà tặng quà nữa, mắc cỡ dễ sợ vậy đó. Bà ơi, cái này là cái áo tôi nhờ một tiền á, năm mai gấp cho bà à, để mà cái mùa gió bất này về á, bà có áo mới bà mặc cho nó ấm. Ông lúc nào cũng lo cho tôi hết trơn á trời á. Bây giờ mặc thử đi, ông mặc thử cho tôi thử coi nó đẹp không. Đây đây, để tôi khoác lên da cho bà. Đây bà mặc vô nha. Đẹp không? Hơi dài á. Hơi dài. Ông ơi. Áo. Đẹp không? Nãy giờ tôi lo ngắm không à. Đẹp. Vợ ông mà đẹp nhất sớm. Mà chỉ có một mình bà là mặt đẹp nhất thôi. Nhưng tôi nói ông nghe ha. Ông nhớ ông tặng quà kỷ niệm ngày xưa còn ông làm thêm cái gì nữa ông nhớ không? Làm sao mà tôi quên được. Lúc nhỏ đó tôi hay cõng bà
trên lưng vậy nè, rồi mình đi chơi dạo quanh xóm mình. Bây giờ ôm lại kỷ niệm ông ổng tôi nha. Tôi chổng bà đi chơi nha. Rồi ổng đi để mình lấy cái áo ra. Nhưng mà tôi chổng trên lưng á, thì bà nhớ hát tặng cho tôi nghe cái bài Thương Lắm Bình Ơi nha. Được rồi. Thì tôi tới cái chỗ quen thuộc hai đứa mình thường ngồi tâm sự với nhau đây nè. Tới cái chỗ này á là cái chỗ mà tôi hay mua bánh cho bà ăn. Cái món bánh mà bà khoai nhất á. Bà nhưng mà phải đợi, bà ở đây bà đợi tôi chút. Tôi chạy u qua đây, tôi mua miếng bánh về tôi đưa cho bà ăn. Ông đi nhanh nhanh nha, đừng có bỏ tôi một mình, tôi sợ nha. Tôi đi, tôi về liền. Ông đi nhanh nhanh nha ông chồng. Tôi về liền. Ông chồng ơi, sao ông đi lâu vậy ông chồng? Ông chồng ơi, ông chồng, ông đi đâu ông lâu quá trời, bỏ tôi vậy ông chồng? Ông chồng ơi, đúng rồi, hôm nay là vừa tròn 3 năm ngày mà ông bỏ tôi đi mà. Mình ơi, đi điền điền rồi tôi không nói chuyện với ông nữa. Ba nói ra ba lẫn thì tôi không có nói chuyện với ông nữa. Ông đi ông bỏ tôi lâu dữ lắm rồi. Ông làm gì ông làm đi. Nhưng mà bữa nay á là tôi mua bánh cho bà. Vừa tròn á 3 năm ngày mất của bà nè.